chúng ta sẽ sang bài mới ngày hôm nay nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn về cái phần hình vuông và hình chữ nhật. Và ở đây chúng ta sẽ có đề bài thứ nhất như sau. Chúng ta có là John có một thanh sô-cô-la kích thước là 6 x 11. Ở đây chúng ta sẽ thấy một thanh sô-cô-la thì đúng ra nó sẽ to như thế này đúng không? Nó phải như thế này này. Đó. Tuy nhiên là ở đây bạn ấy đã ăn đi một phần, nghĩa là bạn ấy ăn đi cái góc này này. Thì để lại thanh sô-cô-la có hình dạng sau. Đó, nó chỉ còn lại cái hình dạng như thế này thôi. Hỏi phần còn lại có diện tích là bao nhiêu cm? Ok. Đối với bài này chúng ta sẽ suy nghĩ và chúng ta làm bài này giúp cô nhé. Rồi, ok. Đối với bài này chúng ta sẽ cùng phân tích đề nhé. Chúng ta sẽ cùng phân tích đề để chúng ta làm. Một bạn xung phong làm bài này giúp cô nào. Bài này bạn nào xung phong làm nhỉ? Ok, Tống Ngọc Thảo Nguyên này. Phần này con sẽ làm như thế nào? Tống Ngọc Thảo Nguyên. Trước tiên con tìm diện tích ban đầu miếng sô-cô-la ban đầu ạ. Ok. Con lấy 11 x 6. Đúng rồi. Con sẽ đi tìm diện tích của miếng sô-cô-la ban đầu đúng không? Bởi vì làm sao? Ban đầu thì nó đang có dạng là một hình chữ nhật kích thước là 6 x 11 đúng không nhỉ? Thì ở đây chúng ta có thể vẽ một cái hình chữ nhật hoàn thiện ở đây. Và chúng ta đi tìm luôn cái diện tích của mảnh sô-cô-la ban đầu. Ở đây thì chúng ta có thể, một là chúng ta sẽ gọi tên, mà hai là chúng ta dùng lời giải cũng được nhé. Ok, chúng ta có thể dùng lời giải cũng được. Diện tích của miếng sô-cô-la ban đầu ok, con tính như thế nào? Lấy 11 x 6 sẽ ra được 66 ạ. 66 cm đúng không? Okay. Sau đó con sẽ tính cái gì? Cm vuông mà cô. Cm vuông. Ok. Tiếp theo. Sau đó con trừ cái miếng diện tích miếng sô cô la John đã ăn. John đã ăn. Thế thì cái phần diện tích này chúng ta tính như thế nào nhỉ? Bây giờ trước tiên con tính chiều rộng của một cái diện tích John đã. Rồi, chiều rộng. Chiều rộng ở đây con sẽ tính bằng bao nhiêu? Chiều rộng có phải là đoạn này không nhỉ? Đoạn này đúng không? Là bằng mấy? Mấy cm? 2 ạ. 2 cm ở đây đúng không? Còn chiều dài thì nó sẽ bằng bao nhiêu cm ở đây? 3 cm ạ. Bằng 3 cm. Tại sao chúng ta lại tính được như vậy nhỉ? Chúng ta sẽ thấy nhá. Có phải là ban đầu nó là một hình chữ nhật đúng không? Thì chúng ta thấy là cái cạnh bên này chính là bằng cạnh bên này và bằng 6 cm luôn. Mà cái đoạn này dài 6, đoạn này dài 4 thì chắc chắn đoạn này phải dài bằng 2 cm. Được chưa? Tiếp theo, cái đoạn này, mảnh ban đầu là dài bao nhiêu? Bằng đoạn này 11 cm. Mà chúng ta có đoạn này là 8 cm rồi. Vậy thì đoạn này của chúng ta cũng sẽ tính ra được là 3 cm ở cái phần này đúng không? Vậy thì từ đấy, đối với phần này chúng ta có thể đặt tên đi, để chúng ta gọi đây là A, B, C, D đi. À, chúng ta sẽ gọi đây là MNPQ đi. MN A B C này D. MN ở đây là P đi. Thì chúng ta sẽ tính được đoạn NC đúng không? Chúng ta sẽ đi tính đoạn NC chính là chiều rộng của cái miếng mà John đã ăn. Thì chúng ta lấy bằng 6 mà trừ đi 4 chính là bằng 2 cm này. Sau đó chúng ta đi tính đoạn PC là đoạn này đúng không? Là chiều dài của cái mảnh John đã ăn. PC chúng ta có bằng mấy? 11 trừ đi 8 bằng 3 cm. Ok. Thì khi đấy chúng ta sẽ đi tính được diện tích của miếng sô-cô-la mà John đã ăn. Hay là nói cách khác chúng ta sẽ dùng ký hiệu cũng được nhé. Chúng ta tính viết diện tích MNCP cũng được. Diện tích thì chúng ta ký hiệu là S này. Chúng ta ghi thêm MNCP. Đó. Diện tích thì chúng ta ký hiệu S. Sau đó ghi thêm các cái cạnh của cái hình đấy. Là cái hình John đã ăn MNCP. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 2 x 3 và bằng 6 cm vuông đúng không? Rồi, thì từ đấy chúng ta sẽ tính là phần diện tích còn lại. Diện tích còn lại là con sẽ lấy gì nhỉ? Con
là bằng 60 cm vuông ở bài này đúng không? Ok. Vậy thì đối với bài này, đầu tiên là chúng ta sẽ đi tính cái diện tích ban đầu của thanh sô cô la này. Sau đó con sẽ tính tiếp đến cái phần cái miếng đã ăn là ở đoạn này đúng không? Cái miếng MNCP là cái miếng rôn đã ăn. Tính diện tích bằng cách tìm chiều dài và chiều rộng bằng 2 và 3 cm. Sau đó chúng ta sẽ tính ra diện tích là bằng 6 cm. Thì khi đấy chúng ta sẽ tính ra được diện tích của cái gì? Diện tích của phần còn lại, đúng chưa nhỉ? Rồi, ok. Vậy thì đó chính là cái phần mà chúng ta làm ở bài thứ nhất. Đối với bài này cả lớp chúng ta nắm được cách làm chưa các con nhỉ? Chúng ta nắm được cách làm của bài này chưa? Đối với những cái bài mà đi tính cái diện tích bị diện tích còn lại của cái hình này nhá, thì chúng ta có thể sử dụng ký hiệu để chúng ta bớt cái việc chúng ta dùng lời lại được không? Đó, chúng ta sẽ dùng ký hiệu như thế này để chúng ta viết cho nó ngắn lại nhá. Rồi, ok, chúng ta xong hết bài trên bảng chưa cả lớp nhỉ? Để chúng ta sang bài tiếp theo nhá. Ok, chúng ta sẽ sang đến với cái bài tiếp theo. Bài tiếp theo chúng ta cũng có một câu tương tự giống với bài mà chúng ta vừa mới làm. Và ở đây chúng ta sẽ cùng nhìn xem trong đề là nó cho cái hình gì nhá. Trong đề này thì người ta chỉ cho như sau: cho hình vẽ với các kích thước như sau và yêu cầu chúng ta đi tính chu vi và diện tích của cái hình này. Đó, đi tính chu vi và diện tích của cái hình này. Vậy thì đối với hình này, nếu như mà để theo hình ở trên bảng thì chúng ta sẽ không xác định được nó là hình gì đúng không? Không thể xác định được cái hình này là hình vuông hay hình chữ nhật hay nó có dạng như thế nào để chúng ta tính. Tuy nhiên đối với bài này chúng ta hoàn toàn có thể vẽ giống bài khi nãy để chúng ta làm. Có nghĩa là ở đây chúng ta cũng sẽ đưa cái hình này về hình chữ nhật bằng cách ở đây sau đó chúng ta trừ đi hai cái đoạn bị mất đi đúng không? Ở đây cô sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ như thế này. Chúng ta sẽ giả sử nó cũng là một cái hình. Ban đầu chúng ta sẽ có là bằng bao nhiêu? Ở đây, ban đầu giả sử nó cũng là một hình chữ nhật đi. Kéo dài nó ra ở hai bên này để nó ra được hình chữ nhật. Ở đây cũng thế, chúng ta cũng kéo dài nó ra. Đó. Vậy thì đến đây, khi mà chúng ta kéo dài nó ra ở đoạn này và đoạn này thì nó đã trở thành một cái hình chữ nhật đúng không? Và để tính cái gì? Tính chu vi và diện tích của hình này thì chúng ta nếu mà muốn tính diện tích nhá thì có phải là chúng ta lấy diện tích của hình chữ nhật to mà trừ đi hai cái mảnh này đúng không? Trừ đi hai cái mảnh này. Đó. Trừ hai mảnh này, được chưa? Đó. Trừ đi hai cái mảnh mà cô tô màu ở đây thì nó sẽ ra được diện tích của cái hình này. Vậy còn nếu như mà tính chu vi thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Nếu mà tính chu vi thì chúng ta sẽ tính như thế nào cả lớp nhỉ? Ở đây nếu như mà chúng ta muốn tính chu vi nhá, chúng ta sẽ hiểu là chu vi có nghĩa là cái độ dài, chiều dài bao quanh của cái hình đấy. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy độ dài của đoạn này này, cộng độ dài đoạn này, cộng cái này, cộng cái này, cộng cái này, cộng này, cộng này, cộng này, để ra được chu vi của cái hình này. Được chưa? Có nghĩa là giả sử đối với hình vuông đúng không? Đối với hình vuông chúng ta có công thức tính là gì? Độ dài của cạnh nhân với 4 và nó chính bằng tổng của 4 cái cạnh xung quanh này chúng ta cộng lại đúng không? Vậy thì tương tự đối với hình này, chúng ta cũng cộng tất cả các cái cạnh xung quanh cái hình mà chúng ta cần tính lại sẽ ra được chu vi của hình này. Đó, đó chính là gợi ý của bài này. Vậy thì đến đây, đến đây chúng ta sẽ có là gì? Đến đây, nếu như mà chúng ta làm theo diện tích thì giả sử ban đầu chúng ta có hình ABCD đi, sau đó gọi thêm các cạnh ở đây nữa. Cái này là MNP, cái này chúng ta gọi là E, F và G đi. Đó, E, F và G. Thì cái diện tích của cái hình gì? Diện tích của cái hình ban đầu của chúng ta
nó sẽ bằng diện tích của ABCD mà trừ đi diện tích của NBPM trừ đi diện tích của EFGD, đúng không? Vậy thì đối với phần này, chúng ta xác định xem là ở đây, chúng ta xem cái đoạn này là bằng bao nhiêu nhỉ? Đoạn này chúng ta có bằng 4cm nhé. Đoạn này chúng ta bằng 2cm. Vậy thì cái đoạn ED này sẽ bằng mấy cm cả lớp? Nào, đoạn ED 2cm đúng không? Ở đây 2cm này, vậy thì sang bên này nó cũng là 2cm. Vậy thì có phải đoạn AD của chúng ta chính là bằng 2cm chưa? À, đoạn AD của chúng ta sẽ bằng 4 cộng với 2 sẽ bao nhiêu nhỉ? 6cm đúng không? Ok, tiếp theo nhìn sang cái cạnh bên này nhá. Chúng ta có PC là bằng 3cm đúng không? Mà BC của chúng ta thì lại bằng AD và bằng 6cm. Vậy thì tổng của hai đoạn này bằng 6 mà cái đoạn này bằng 3, vậy thì BP của chúng ta bằng bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? BP của chúng ta tính được bao nhiêu cm? 2cm. Bao nhiêu? 3cm đúng không? Cái này phải bằng 3cm chứ. Bởi vì sao? Chúng ta thấy là 4 cộng 2 bằng 6 này, cả đoạn dài bằng 6. Vậy thì BC bằng 6 mà PC của chúng ta là bằng 3 rồi, thì chắc chắn đoạn này phải bằng 3. 3 cộng 3 bằng 6, được chưa? Tiếp theo, cái đoạn này bằng 3cm, vậy thì BN của chúng ta bằng bao nhiêu cm? BN của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu cm cả lớp nhỉ? 3. BN bằng 3cm luôn đúng không? Cái này bằng 3cm. Tiếp theo, đó, chúng ta đã điền được gần hết rồi. Vậy thì cái đoạn này bằng 5cm này. EF của chúng ta bằng 4. Vậy thì DG của chúng ta bằng mấy? 4cm luôn đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính được những cái gì? Chúng ta sẽ tính được những cái gì rồi? Đến đây chúng ta sẽ tính được các cái chu vi và các cái diện tích của các cái hình bé đúng không? Sau đó tính diện tích của hình to trừ đi để chúng ta tìm ra bài này, được chưa nhỉ? Ok, rồi. Chúng ta sẽ dựa vào gợi ý đấy để chúng ta làm bài nhé. Và ở đây chúng ta có thể có một cái nhận xét là gì? Các bạn có thấy là cái chu vi của cái hình mà chúng ta cần tính nó đúng bằng chu vi của hình ABCD không? Đúng không nhỉ? Có phải là ở đây chúng ta lắp cái đoạn MP lên đoạn này, lắp đoạn NM lên đoạn này thì có phải vô tình nó thành AB cộng BC chưa? Đúng chưa? Ở đây tương tự, FG chúng ta lắp vào đoạn ED này, EF thì chúng ta lắp vào đoạn DG này, thì nó sẽ thành AD cộng DC chưa? Đúng chưa nhỉ? Đúng chưa cả lớp? Khi tính chu vi thì chúng ta có phải lắp cái đoạn MP vào đây, NM vào đoạn này, EF vào đoạn này và FG vào đoạn này, thì chu vi của hình đấy nó sẽ bằng AB cộng BC mà nhân 2, đấy chính là chu vi của hình ABCD luôn đúng không? Đúng chưa nhỉ? Nào, phần này chúng ta hiểu không cả lớp? Phần công thức tính chu vi này chúng ta hiểu không nhỉ? Chu vi nó sẽ bằng gì? Chu vi này. Chu vi thì nó sẽ bằng chu vi của ABCD luôn. Đó, bởi vì chúng ta chỉ cần lắp MP lên đây, NM chúng ta lắp sang đoạn này, tương tự EF lắp sang bên này, FG lắp sang bên này, EF thì lắp xuống DG, thì khi đấy nó chính là trở thành một hình chữ nhật rồi. Thì chu vi chính bằng chu vi của ABCD. Và chúng ta lấy công thức là gì? 2 lần nhân với bao nhiêu? 6 cộng 3 thì chúng ta có bằng 9 cộng với lại 6. Và 9 cộng 6 thì bằng 15, nhân 2 sẽ bằng 30cm ở phần này. Được chưa? Đó, nó chính bằng 30cm ở đoạn này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính diện tích. Diện tích thì đầu tiên chúng ta tính diện tích của ABCD trước.
sau đó trừ đi diện tích của hình này và trừ đi diện tích của hình này. Diện tích của ABCD chúng ta sẽ tính bằng gì? 9 nhân với 6 sẽ bằng mấy? 9 nhân 6 bằng 54 cm². Ok. Còn cái hình này chúng ta sẽ giả sử nó là hình thứ nhất đi. Hình này chúng ta sẽ gọi nó là hình thứ hai. Đó. Thì chúng ta sẽ có diện tích của hình 1 nó sẽ bằng gì? Diện tích của hình 1 chúng ta sẽ lấy 3 cm nhân 3 cm, đúng không? 3 nhân với 3 bằng 9 cm². Tiếp theo, diện tích của hình 2 là hình này, nó sẽ bằng 2 cm nhân 4 cm. Đó. Nó bằng 2 nhân 4 sẽ bằng 8 cm². Vậy thì đến đây chúng ta sẽ tính diện tích của hình gì? Diện tích hình ban đầu. Có thể xóa bớt mấy cái điểm này đi cũng được, không cần thiết phải để mấy điểm này. Diện tích của hình ban đầu cô gọi là 1, 2 thì cái này là hình 3 nhé. Diện tích của hình 3 nó sẽ bằng diện tích của A, B, C, D mà trừ đi diện tích của hình 1 trừ diện tích của hình 2 và bằng 54 trừ đi 9 và trừ tiếp đi 8. 54 trừ đi 9 trừ đi 8 thì nó sẽ bằng 37 cm² ở bài này. Đó, ok. Bài này chúng ta sẽ có đáp án bằng 37 cm². Sau khi mà chúng ta phân tích được ra tất cả các cái hình này. Ok rồi. Đối với cái bài toán mà tăng giảm diện tích này thì chúng ta sẽ hay gặp ở trong các cái câu khó ở trong đề thi khi mà chúng ta làm bài. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng xem hình của nó như thế nào nhé. Với bài này thì bắt buộc chúng ta cần phải vẽ hình để chúng ta tưởng tượng xem cái hình nó đang tăng giảm như thế nào, được chưa? Cho hình chữ nhật có diện tích là 66 cm². Hình chữ nhật 66 cm², chúng ta có thể vẽ một cái hình chữ nhật tượng trưng ra. Đây, giả sử hình chữ nhật ban đầu là như thế này. Đó. Giả sử đây là hình chữ nhật ban đầu. Và tiếp theo chúng ta lại có cái gì? Tiếp theo chúng ta lại có là biết nếu tăng chiều dài thêm 5 cm. Chiều dài là cái đoạn này đúng không? Chúng ta sẽ kéo dài thêm 5 cm ở đây. Kéo dài thêm 5 cm ở đây. Để làm sao? Diện tích sẽ tăng thêm 30 cm². Vậy thì đến đây cô sẽ vẽ cái diện tích tăng thêm bằng cái màu khác nhé. Chúng ta sẽ nhìn ở đoạn này. Đây. Đây. Và đây. Đó. Chúng ta sẽ xem là cái đoạn chiều dài tăng thêm đây là 5 cm này. Ở dưới cũng sẽ là 5 cm luôn đúng không? Và diện tích tăng thêm là 30 cm². Đó. Cả một cái đoạn màu vàng này chính là cái đoạn diện tích tăng thêm của chúng ta. 30 cm². Vậy thì từ cái hình này, sau khi mà cô vẽ xong, chúng ta sẽ xác định được cái diện tích tăng thêm của chúng ta là một hình gì cả lớp nhỉ? Là một hình gì? Cái diện tích tăng thêm này nó đang là một hình gì đây? Hình chữ nhật đúng không? Và chúng ta có biết độ dài một cạnh của nó là bằng 5 cm rồi. Diện tích bằng 30 cm thì chúng ta có tính được cái độ dài cạnh còn lại không? Có diện tích và độ dài của một cạnh rồi, chúng ta có tính được cái độ dài của cái cạnh này không nhỉ? Đó. Chúng ta sẽ lấy 30 mà chia cho 5 sẽ ra được độ dài của cái cạnh này đúng không? Và độ dài của cái cạnh này chính là chiều gì của hình chữ nhật ban đầu? Cái này là chiều gì của hình chữ nhật ban đầu nhỉ? Chiều rộng. Chiều rộng đúng không? Đúng rồi, bởi vì đây là chiều dài nhá. Chiều dài là từ đoạn này đến đoạn này đúng không? Sau kéo dài thêm 5 cm nó đến đây thì diện tích tăng thêm là đoạn màu vàng. Vậy thì cái đoạn này sẽ là chiều rộng. Đoạn này sẽ là chiều rộng. Vậy thì từ diện tích tăng thêm và cái đoạn 5 cm này chúng ta tính được chiều rộng của cái hình chữ nhật ban đầu đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ tính chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu là
chúng ta sẽ lấy gì? Đề bài chúng ta lấy 30 là diện tích này, chia cho độ dài cạnh là 5 thì chúng ta ra chiều rộng bằng 6 cm, đúng không? Khi mà có chiều rộng bằng 6 rồi mà chúng ta lại biết là hình chữ nhật này có diện tích là 66 cm vuông, thì chúng ta có đi tìm được chiều dài của hình chữ nhật không cả lớp? Có đoạn này bằng 6, đoạn này là diện tích 66 cm vuông, thì chiều dài chúng ta tính như thế nào cả lớp nhỉ? Nào, chiều dài ở đây chúng ta xác định như thế nào? 66 cm. Đúng rồi, chúng ta sẽ đi tìm chiều dài của hình chữ nhật. Ban đầu là lấy diện tích mà chia chiều rộng. Diện tích chúng ta có bằng 66, chia cho 6 sẽ ra được 11 cm. Thì từ đó chúng ta sẽ có chiều rộng và chiều dài rồi, đúng không? Chúng ta sẽ đi tính chu vi. Chu vi của hình chữ nhật ban đầu là lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. 11 cộng 6, sau đó chúng ta nhân với 2 sẽ ra được 17 nhân 2 bằng 34 cm. Okay. Đáp số bài này chúng ta sẽ có bằng 34 cm, được chưa nhỉ? Ok. Rồi. Vậy thì những bạn mà có đáp số là 34 cm là chúng ta đều đúng rồi nhá. Ok. Rồi, ok. Bài này cô mời một bạn làm giúp cô nào. Đối với bài này. Ok, Minh Thành làm giúp cô bài này. Minh Thành. Đối với bài này thì chúng ta thấy cái hình nó cũng tương tự đúng không? Nó sẽ là tăng chiều dài thêm 5 cm, thì diện tích ở đây là 90. Vậy thì sửa lại ở đây là 90 này. Ok, rồi ở đây chúng ta cho chu vi. Ok, đến đây con sẽ làm gì đầu tiên nhỉ? Con tìm chiều dài của hình chữ nhật mỏng chưa? Chiều gì? Chiều dài của hình chữ nhật mỏng. Chiều dài của hình chữ nhật nhỏ, nó chính là chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu đúng không? Đúng rồi, con sẽ đi tìm chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu là con sẽ lấy cái gì? 90 chia 5 sẽ được là bao nhiêu? 18 cm, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta thấy đoạn này là bằng 18 cm này, mà cái hình chữ nhật ban đầu lại có chu vi là 90 cm. Vậy thì chúng ta đi tìm chiều dài bằng cách như thế nào? Ok, Minh Thành làm tiếp nào. Có phải là đến đây chúng ta sẽ đi tính chiều dài của hình chữ nhật ban đầu đúng không? Con sẽ tính như thế nào? Từ chu vi mà có chiều rộng rồi thì tính chiều dài như thế nào con nhỉ? Nào. 96 chứ 96 trừ 18 á, chắc không? Chu vi chia 18. Chu vi cơ mà, chu vi. Chu vi thì nó phải bằng gì nhỉ? Chu vi nó sẽ bằng chiều dài cộng với lại chiều rộng, sau đó chúng ta nhân với mấy? Nhân với 2, đúng không? Vậy thì để đi tìm chiều dài thì đầu tiên chúng ta đi tính nửa chu vi. Nửa chu vi hay nói cách khác là chúng ta lấy chu vi chia 2, sau đó trừ đi chiều rộng sẽ ra được chiều dài, đúng không nhỉ? Ok. Vậy thì chiều dài của hình chữ nhật ban đầu là 96 chia 2 là mới ra được nửa chu vi, đúng không? Sau đó tiếp tục phải trừ đi 18 nữa. Đó, 96 chia 2 ra nửa chu vi này, trừ đi 18 thì chúng ta sẽ có bằng bao nhiêu? Ở đây sẽ bằng 30 cm. Ok, vậy thì có chiều rộng và chiều dài rồi, đến đây chúng ta mới đi tính diện tích sẽ là diện tích là gì nhỉ? Lấy 18 nhân 30, đúng không? Và ở đây đáp số của chúng ta sẽ bằng 540 cm vuông. Ok, rồi. Vậy thì đối với bài này chúng ta lưu ý nhé. Bài khi nãy thì chúng ta đang cho diện tích, còn ở đây chúng ta lại đang cho chu vi, đúng không? Vậy thì muốn tìm chiều dài hoặc chiều rộng,
Đầu tiên chúng ta cứ lấy chu vi chia 2. Chu vi chia 2 sẽ ra được nửa chu vi. Sau đó 1 là trừ đi chiều dài, 2 là trừ đi chiều rộng, sẽ ra số đo của cái cạnh còn lại. Được chưa nhỉ? Ok, vậy thì đó chính là cái cách làm của bài này của chúng ta. Rồi, ok. Vậy thì đối với cái phần bài toán tăng giảm diện tích này, chúng ta nắm được cách làm chưa các con nhỉ? Rồi. Ok, vậy thì đối với phần bài tập về nhà thì cô sẽ giao một cái bài cũng liên quan đến bài toán tăng giảm diện tích nhé. Ok. Về nhà chúng ta sẽ làm câu 8 giúp cô. Một hình chữ nhật có diện tích, biết rằng nếu giảm chiều rộng, ở đây lưu ý là chúng ta đang giảm chiều rộng nha, không phải là tăng nữa mà chúng ta đang giảm. Ok, đó là bài thứ nhất. Thứ tiếp theo chúng ta sẽ làm hai bài, câu 4 và câu 8. Câu 4 thì sẽ là một câu tính chu vi diện tích thông thường, còn câu 8 sẽ là một câu liên quan đến tăng giảm độ dài các cạnh. Được chưa nhỉ? Rồi, ok. Vậy thì buổi học ngày hôm nay chúng ta có thể kết thúc tại đây. Chào cả lớp. Đối với cái phần chữa bài tập về nhà, buổi hôm trước chúng ta có hai câu đúng không? Câu đầu tiên có 3 xe chở gạo. Xe thứ nhất chở được 3.060 kg, xe thứ hai chở được 3.105 kg. Số gạo xe thứ ba chở được nhiều hơn trung bình cộng của 3 xe là 85 kg. Ok, buổi hôm trước là chúng ta đang học về cái phần trung bình cộng này, nhiều hơn trung bình cộng đúng không? Ok, vậy thì đối với cái bài này chúng ta sẽ có sơ đồ như sau. Ta có sơ đồ. Ba xe, mà xe thứ nhất thì có từng này, xe thứ hai chừng này. Số gạo xe thứ ba thì nhiều hơn trung bình cộng của ba xe. Vậy thì đối với phần này chúng ta sẽ có xe thứ ba này. Xe thứ ba đúng không? Chúng ta sẽ xem nó là một đoạn. Đó, xe thứ ba cứ xem nó là một đoạn đi. Đó, một đoạn như thế này. Tiếp theo, trung bình cộng của ba xe. Trung bình cộng của ba xe thì nó đang ít hơn, bởi vì sao? Số gạo xe thứ ba chở được nhiều hơn trung bình cộng của ba xe mà, thì số gạo của xe thứ ba nó phải nhỉnh hơn trung bình cộng một đoạn là 85 kg, đúng không? Cái đoạn này là 85 kg. Tiếp theo, hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu kg gạo, thì chúng ta có trung bình cộng là một đoạn như thế này, thì chúng ta đi tìm tổng ba xe. Tổng 3 xe thì nó sẽ có bằng 3 lần của trung bình cộng đúng không? Bằng 3 lần của trung bình cộng đấy. Mà xe 3 nó lại chiếm từng này rồi, thì chúng ta kéo xuống. Đây, kéo xuống. Đó, cái đoạn này chúng ta sẽ có cũng bằng 85 kg này. Đoạn này bằng trung bình cộng, đoạn này bằng trung bình cộng, đoạn này bằng trung bình cộng, cả cái đoạn này bằng xe 3. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là tổng của hai đoạn này nó sẽ là bao nhiêu? 3.060 cộng với bao nhiêu? Cộng với 3.105 kg. Vậy thì đối với bài này chúng ta sẽ đi tìm hai lần của trung bình cộng là bao nhiêu? Có nghĩa là chúng ta sẽ cộng hai cái này lại, sau đó cộng thêm với 85 kg, sẽ ra được hai lần của trung bình cộng đúng không? Ok, đến đây chúng ta sẽ giải như sau. Hai lần trung bình cộng là 2 lần của trung bình cộng là chúng ta lấy 3.060 cộng 3.105 cộng với lại 85 thì nó sẽ ra bao nhiêu? Nó sẽ bằng 6.250 kg. Đó, 2 lần của trung bình cộng. Từ đấy chúng ta sẽ đi tìm được trung bình cộng. Ở đây là trung bình cộng của 3 xe là lấy 6.250 chia 2 thì chúng ta sẽ ra được trung bình cộng của 3 xe. Ở đây trung bình cộng sẽ ra được 3.125 kg. Từ đấy chúng ta sẽ tính được xe thứ 3
chở số kg. Ở đây là kg gạo là lấy 3.125 mà cộng thêm 85 kg, đúng không? Bởi vì nó đang nhiều hơn trung bình cộng là 85 kg. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ thấy đáp án sẽ bằng 3.210 kg, là cái số kg gạo mà xe thứ 3 đang chở, 3.210 kg ở bài này. Ok. Rồi. Vậy thì đối với bài thứ nhất là chúng ta xong rồi nhé. Chúng ta sẽ cùng chữa luôn cái bài thứ hai của buổi hôm nay. Bài thứ hai chúng ta sẽ thấy ở đây là gì? Đề bài đang cho khối lớp 3 của một trường tiểu học có 162 học sinh. Học sinh khối 4 thì ít hơn khối 3 15 em. Số học sinh khối 5 ít hơn trung bình cộng của cả 3 khối là 29 em. Hỏi khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh? Ok. Vậy thì đối với bài này, chúng ta cũng vẽ sơ đồ để chúng ta làm, đúng không? Ta sẽ có sơ đồ như sau. Khối lớp 3 thì có 162 này, học sinh khối 4 thì sẽ tính được theo học sinh khối 3. Học sinh khối 5 ít hơn trung bình cộng của 3 khối thì chúng ta có khối 5. Chúng ta sẽ xem như nó là một đoạn như thế này. Đó, khối 5 là một đoạn thì khi đấy chúng ta sẽ có trung bình cộng của 3 khối. Chúng ta sẽ vẽ dài hơn khối 5 một đoạn, đúng không? Đây. Trung bình cộng của 3 khối thì nó sẽ dài hơn cái số học sinh khối 5 một đoạn, và ở đây đúng bằng 29 em. Đó. Sau đó thì chúng ta có trung bình cộng rồi thì chúng ta sẽ có tổng 3 khối. Tổng 3 khối thì nó sẽ bằng 3 lần của trung bình cộng, đúng không? 3 lần của trung bình cộng. Và ở đây thì chúng ta tìm ra được cái đoạn trung bình cộng là như này rồi. Đó. Vậy thì cái đoạn này chính là học sinh khối 5 này. Tổng của cái này sẽ là khối 4 cộng khối 3. Khối 3 cộng với khối 4. Mà số học sinh khối 4, khối lớp 3 thì là 162 học sinh. Số học sinh khối 4 ít hơn khối 3 15 em thì chúng ta sẽ đi tìm số học sinh khối 4 bằng cách lấy học sinh khối 3 là 162 trừ đi 15 em ở đây sẽ ra được học sinh khối 3, đúng không? Sau đó có khối 3, khối 4, chúng ta trừ đi cái 29 em ở đây nữa sẽ ra được 2 lần của trung bình cộng, đúng không nhỉ? Đoạn này là 29 em. Đó. Rồi, ok. Vậy thì đối với bài này chúng ta sẽ trình bày như sau. Đầu tiên chúng ta phải đi tìm cái gì? Số học sinh khối 4 là bao nhiêu? Số học sinh khối 4 là 162 là học sinh khối 3 này. Trừ đi 15 học sinh thì chúng ta sẽ ra số học sinh khối 4. 12 trừ 5 ở đây sẽ bằng 7. 147 em. 147 học sinh. Hoặc là 147 em đi. Học sinh. Thì từ số học sinh khối 4 cộng với số học sinh khối 3 mà trừ đi 29 em thừa ra ở đoạn này, chúng ta sẽ tìm được 2 lần của trung bình cộng, đúng không? Chúng ta sẽ có 2 lần trung bình cộng là 147 là học sinh khối 4 cộng 162 là học sinh của khối 3 mà trừ đi 29 em. Ở đây thì chúng ta sẽ ra được 280 học sinh, là 2 lần của trung bình cộng. Khi mà có 280 bằng 2 lần trung bình cộng, chúng ta lấy 280 chia 2 sẽ ra được trung bình cộng sẽ là 280 chúng ta chia cho 2 thì sẽ ra ở đây bằng 140 học sinh.
140 học sinh. Thì từ đấy chúng ta sẽ đi tìm được số học sinh khối 5 là... Số học sinh khối 5 thì nó đang ít hơn trung bình cộng 29. Lấy 140 mà trừ đi 29, ở đây sẽ ra được 111 học sinh. Ok, vậy thì đáp án của phần bài tập về nhà thứ hai chúng ta có bằng 111 học sinh đối với phần này.